Subaru Forester giảm giá kịch sàn gần 230 triệu đồng. Cả ba phiên bản của dòng xe Subaru Forester đều được áp dụng các mức ưu đãi khác nhau, hứa hẹn gây sức ép lên các đối thủ Mazda CX-5 và Honda CR-V. Theo Moto Ima Việt Nam, đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm, dịch vụ Subaru tại Việt Nam từ nay cho đến hết tháng 10 năm 2021, khách hàng mua Subaru Forester sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm từ 144 đến 229 triệu đồng tùy phiên bản, trừ thẳng vào giá bán. Xét trên mức giá bán lẻ đề xuất, Subaru Forester có giá chênh lệch đáng kể so với Hyundai Tucson từ 799 đến 940 triệu đồng và cũng cao hơn so với các đối thủ Nhật Bản khác như Mazda CX-5 từ 839 đến 1 tỷ 59 triệu đồng. Mitsubishi Outlander từ 825 đến 1 tỷ 58 triệu đồng hay Honda CRV từ 998 đến 1 tỷ 138 triệu đồng. Với việc tung chương trình khuyến mại khủng trên, mức giá mới của Forester đã cạnh tranh hơn đồng thời cũng không kém cạnh về trang bị. Tuy nhiên, các đối thủ cũng không chịu lép vế khi tung ra các ưu đãi như Honda CRV hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm 130 triệu đồng, Mitsubishi Outlander giảm 50% phí trước bạ, Hyundai Tucson khuyến mại từ 30 đến 70 triệu đồng. Những điểm đáng chú ý trên Subaru Forester thế hệ mới là trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, động cơ Boxer, hệ khung gầm Subaru toàn cầu và iDrive, công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến.